xem nè, nhỏ chưa anh em đi bán có đấy không, bán có ban đêm đó, nó cay chích chích quá trời luôn. Nếu này đó đi chú đừng mong chấm nữa hả, chấm đi sao được, không có gì mà chú còn đuổi ra đây coi chứ không cô vậy á, cứ còn được không ăn này ví nó y như cà cóp quá đi, không có một thôi, tao bỏ bên đây rồi. Dành cà cóp mà tao ví, có mấy nè, mấy này, cũng ngát thường cũng ngát gì ồn, có cự, thì một cái đạo luôn. Đầm có con chết. Đi cái tình ngon lắm. Có lưới này mới ngon này, có lưới này nấu tình ăn. Đây là cá rô phi. Đây đây. Cá rô phi. Để cho đưa lên mấy thằng xem me nó. Ồ mày. Đây nè, thịt đi nè. Đây có một. Đây có một. Ừ, có một có tờ. Cái giọt nó, cái giọt đó, cái giọt á, cái giọt có đây đó, xe là cái giọt đó đây, ăn cũng tộn bộ nhưng không có gì á, ồn đã chưa, đã chưa, đã đâu, cái đó đâu đây là đó, bài rồi bài bài cái câu đấy rồi bài ô đây tao nhất chưa bài đâu, tôi chưa cần thảo được chiếc được, tôi biết gì vậy, coi đào con tôi hơi mới bán cũng bắt đầu mà ngay đang sống mà đất lắm đi đây đó. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nó có vậy. Có lá nó không nướng nè, đúng con cọ, con đã nấu á. Đã nấu nướng ngon ngon. Để làm ruột lại, để làm ruột lại. Ăn đi làm ruột coi. Ơi, làm rạch rẻ. Ấy, làm rạch rẻ, ăn đùi nướng này đâu ăn ngon. Ăn hết chứ không có bỏ dế chứ rồi. Ăn ruột, ăn đùi chứ. Ăn như lù, láo to chưa. Nên là đâu có bài nửa đẻ nhỏ không chịu. Nói cho mấy con này ăn ruột được hết nè. Nó, tôi để nó là có ăn ruột hết. Ăn ruột nè. Có lưới này ăn ruột được nè. Cái này ăn ruột được nè. Lưới ăn ruột được hả? Có lưới ăn ruột. Cái này nè, ăn đáng, đáng. Đáng không? Có nó, đáng hay có niên nữa. Có cái niên đó. Có lưới nè, đáng hay đó. Có này, phải có niên nè. Ăn rang là theo bữa đó đó. Ăn hò nữa nhá. Mùa tiếng ăn trùng. Rồi rồi đây không? Cho mấy đứa đi xem không? Dạ. Đó, đó ăn được nè. Thấy à? Rồi rồi rồi. Cạp tao mắng còn cạp nữa. Nhìn nhìn cái nước đó. Nhìn tay. Ăn chỗ lò mà nó rửa bỏ cho tí. Có ngon lắm rồi. Nhìn chụp con này thôi ạ. Châu, coi biết lửa này thôi chứ. Ừ, chụp coi. Chưa, làm gì giao nha. Nó phi nữa nè. Có cái gì không có giá khói đó. Nó cay mình. Nó dừng đó. Nó nên từ từ nó khiến cho mình hổng quanh giữa. Bỏ vô này chó mắt. Có hai cây, có cây kia kia nữa. Mấy con nhỏ nó trừ riêng rồi. Cây cây bỏ ngon coi. Gì riêng nè, cái con này nhúng chân luôn. Đây là mấy con nhỏ, nước con to với nhỏ là được kiếm con cá là nhỏ nó đang kiếm to. Kiếm con nhỏ rút ra trước rồi. Cái chẳng mới đúng hơn cho nhỏ vô trong là đúng. Con nhỏ vô trong mới đúng. Người ta rút ra trước được. Nhỏ vô trong là đốt cái con lớn là giữa là kiếm rồi giữa là to nhiều hơn. Giữa hơn nhiều hơn. Sao cho đùn hoàng luôn anh, sao thao qua luôn nữa. Có phải đùn hoàng coi. Thôi một con thôi, rồi lá cái sao khót, sao nhiêu qua bể. Để nó còn bực con nhỏ. Ôi giời bực ngay chị vậy. Vẫn nó nhiều lá đây nó thoát mất không? Riêng hang có phay nó gần nữa, cái hang có láo này nó cũng có vật đây đây là hắn sống thứ không được chú thân nè. Vật mà hơn. Có coi nha. À không, vật đây này vật họ hắn sống thứ không được. Xem đây là đông nước nè. Láo nè. Lơ lơ nè. Lơ lơ lơ. Láo có lơ nè. Ủa cái bếp lửa đứng lại luôn á. Đây nó chẳng lẽ cái bếp cho tay con á. Lên bếp lửa hồng. Từ từ bán đi tụi kia. Từ từ anh, từ từ. Đây anh nói. Từ từ hoàng ra nướng. Cá láo này một ký rồi, hai nửa ký rồi. Anh em nướng chuẩn bị giờ tí nữa nhậu nữa nghe. Bá chi? Đó hả? Chằn nè. Ui, giá đầy, giá đầy. Quá tuyệt vời. Còn gì bạn? Áo mà chịu, áo mà đã bán miết mà.
Còn mấy con đi xô đây, kiếm cái chi tụi nữa. Kiếm tụi nữa, má tụi nhỏ nhỏ tụi hết. Còn mấy con này nè. Quá tuyệt vời. Quá ngon. Lại còn có con đỏ nè. Bây giờ nãy nó thiếu thế, đây là rẻ đây. Đây rồi. Đây là rồi. Rồi. Chín nha, con chín. Chín rồi đó, còn một số chín rồi đó. Con chín lấy coi. Cây này nè, chỉ chín rồi nè. Nếu mình sợ gì vậy đấy đó. Phải rương có ăn dễ chín rồi mà. Chín đằng này chín rồi nè. Chắc chín hết rồi này chứ. Này chuẩn bị lên mâm các bạn nha. Chín rồi, đằng nào đây, có đằng nào đây. Ớt không, có muối ớt không chứ. Rồi các bạn xem này, cá này em đi bắn ban đêm nha. Vung ơi, vung ơi trên kia đó. Quá trời luôn. Em nướng là lái xe nè. Giờ đường đó, giờ vô cái thấy. Bịt lửa đó. Chỗ mấy người ngồi nhà đó đó. Ờ nó vung đầy nữa mà. Đây, là con sông này. Con đó nè, chơi luôn. Con đèn tôi mò. Ăn đi đi này, nó ngon mà mình làm đồng ngon ăn không ngon nè. Ăn bảy 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 này nè. Mình nướng ăn rồi. Em lấy mấy ngon, đem này nhỏ dữ ồn. Ừ, dữ lắm. Sắp ly ăn ngon. Rồi, rớt được rồi, tụi luôn cái thằng đó gặp được luôn. Coi có mùa chín chưa, trái chưa. Ngay rồi. Chưa chưa. Ý gì vậy? Đỏ quá các bạn ơi. Wow. Dữ dài mà sao về được ta. Đêm tới, đêm khó rồi chịu nổi. Đừng có đang đi là bắt đầu đúng rồi. Ôi, rớt ra còn có đó rồi, nhỏ ơi. Lấy đường gáp nè. Còn dư bèn các bạn ơi. Ôi, nóng quá, lấy đũa. Lấy đũa, lấy cài đó, cái này đó. Rớt hả? Đưa đũa rồi nè. Tôi vẫn nót. Nó cái ni rồi nè. Đi mới chạm khôi chứ đã. Cá rồi mà khôi chứ nữa. Ôi, để cái lá nè. Lá lên từ đang có lấy cái rừng đừng có coi đi không có gì đâu đây không có lấy túi không có lấy túi rừng thôi không có gì anh mình kinh rồi quá lạ lắc lạ luôn ôi cá bên nó rồi có lạ anh để đi bơ kìa cái bơ đang chín á cái bơ lửa kìa cái bơ thon cái bự á mình nó cá đâu nó cá rồi này nè đó đó để lên cây thon luôn để trên cây thon luôn cây thon kìa cây thon đó nó ok có thon được vui lắm kệ kệ đó anh để lên cây thon á bỏ lên ấp lên đi được được vậy đấy họ tôi cá rồi nó ưng đó nó dài á bỏ lên đây nè bỏ lên bên này luôn nè nó rất là có cái lỗ này rất rượu mạnh nhớ cái này gì đây cha rượu mạnh rượu rồi các bạn xem nghe anh em đi rừng đó đây bắn dùng cái súng uống lẹ xuống bán nè tao uống 5 liêm nữa nè 5 liêm liêm rừng á rồi được rồi mày đó tao bay trong tao bay chút sữa rồi hai anh hai chén đó bữa đây nhậu rồi chừng này trước đã còn bếp còn mới luôn chơi anh bọn anh chơi người chén đi thôi chơi chơi đi cũng mình chén nè cũng tộm tộm thôi chứ đâu có đủ chén đâu thôi đó người chén đi đây nè he ba anh chén đi đây mấy thằng này chén được rồi hai anh uống đi uống đi nè các bạn xem nè năm liêm đồng ngọn wow bữa nay cục nữa lên đó trên đó con bữa nay chín em he nha chén được rồi wow em có này cũng bè luôn đó ăn còn gì bè hỏi xe rồi rồi à chết từ cua rỗng rẻ rồi cái đuôi vô bắt rồi đây là cá láo nè thế không có ớt hả? Muối không có ớt hả? Đổ rượu qua đây. Đó đó ớt mà các bạn mà. Đâu? Bà bạn đó. Đó ớt mà nó ở nè. Đổ muối vô. Anh lấy ớt rồi xíu. Rồi muối để nó không được. Để cho mình muối để nó. Để nó tránh nó vô nó có cái gì. Ấy, cái trò rồi. Đổ rượu vô. Nhắc lại vô. Cái này cái gì nhậu? Mời. Cát mời anh ơi. Cẩn cẩn. Đi đi. Không anh chắc. Cần đổ. Anh tính cá láo. Đù, nó ngon. Nhìn cái nha. Ừ, luôn lại. Ủa, béo cũng lại đó. Đó. Nắp rồi, đưa lại là ăn chát. Ăn sổ thì phải ngon nha. Ừ. Bán lên rồi mình bán lên ăn gì đi, còn gì nữa.
Đó là luôn. Đi tươi khắm không ngon được. Ôi ôi. Uống em. Mẹt mình ăn mà chị không ngon. Chưa dùng chút môi luôn mà. Uống đường mà chứ. Đây. Mẹ khóc ra, bạn khóc rồi, khóc ra. Chưa khóc rồi nha. Bứt bứt rồi ăn đó. Rượu ngon. Mà có bọn hiền. Ăn ở tới ở trong xoài á. Thấy. Còn hơn mấy tháng qua trong video nữa đúng không? Ừ. Rồi mới ngon á. Ăn xem về bữa này cái đó. Sao tiếp còn phải báo được nha các bạn nha. Cậu gì đi. Anh em mình nhậu trên sông này. Trời ơi. Núi rồi còn chút á. Đổ đèn quá. Ủa nó đổ kiểu yêu nếu đâu quá. Mày thiết kế lại mới được. Để mới đặt mặt thì phước á. Chiều tối là với muối thì đậu xanh. Đừng đi suối lớn anh đi hố cầu á. Mới có ai. Hơi nhốt bên kia kìa. Tôi nhỏ ăn thích ăn thôi ăn ừ kem nằm kéo kìa tự nhiên bẹn tới nổ luôn đó qua rượu qua không mất luôn mùi rượu rồi nó rồi mất mùi rượu rồi đó nè lắm nắng kinh như trời ăn bắp mới ngon ăn riêng mới đỏ cùng đi trời đi à coi chừng này ăn có lá coi chừng ở dương đây này trương à nhà đi chứ nhà đi chứ nét mấy bộ y có lúi á xương à cái này là giống à giống y gọi là kim á ngược lắm hình lắm á có leo có leo con nó ngon không ơi có nó trời dưới đây là nam có phước ngon cái á em đắt hơn con lóc đắt hơn con điên luôn họ nuôi mà đây này nhắn dư nè nó nặng ly nè mà vậy để uống đi ha đúng tự nhiên coi ly đây nè có bình đó cho cô bác còn bên này bác còn có leo này mà thấy á không còn gì bạn có nó còn cái này để cái tụi nó để nó nấu đất nấu đó hô cái này để im âm mít ngồi đừng có hút nữa hút đưa cặp đũa các bạn xem nghe phần tiếp theo đã có rồi này là đây là kho này kho này rồi đã là phần nướng rồi phần kho này thôi em chưa em nói bụng ăn cơm còn không uống rượu đi con em đi đi nào bữa đó bụng ăn cơm đi tao nhanh lắm chứ rồi đây con rượu rồi xách xuống rồi con chế rượu em kho ra luôn đây là còn đâu đây nướng rồi cái kho này rượu này không uống đâu ngon lắm ở nhà quá mà không dám chơi cái này không biết khỏe không không biết hả bị ốm không anh em cứ tự nhiên đi anh em nói rồi cứ tự nhiên đi đó tô đây múc mồi ra nè ta cái gì vậy em nhiều không mồi nó bự luôn chứ chi bóc em nhìn cho sạch chứ để gì đi núi mà trời ơi để nó ăn luôn có vi vu mà đừng ăn con gì lẹn nó xuống mình bén nguyên công đó rồi súng bén chứ đồ phải mình chăm chết gì đâu mình cái đèn cái pho cái lấy rượu nè rượu này không uống đâu rượu này thiệt đây nè pho đây phần tiếp theo là anh em ăn cơm nè đó cơm với cái nước đó cái nước là nói chung là cơm hay chắc cơm có chơi nó tầm bài tầm bọ đó uống gì uống lơ cơm có uống gì rơ hả uống rơ uống rượu chứ uống lơ à biết uống cái chay uống rơ giờ là nhiều người họ suy nghĩ giờ không được là uống rơ chứ không phải là mấy cái uống lơ đây nè các bạn nghe chờ tiếp tục canh thứ bo này bởi vì mồi nhiều quá mà còn một nồi bên kia còn náo nữa kìa đây nè trừ ăn hết cái con niên nữa một ngà rồi rồi rót đi Nam rót vô cái mà rượu dê món heo ngon liếc bao rượu ra cảnh rừng núi đâu vậy đây thú vị là chết nấu là nấu men đường hồn men táo đường hồn mà heo ngon liếc cũng có được.